Tên Trí. Tên thật là Đỗ Cao Trí. Hồi xưa mình hay coi phim đọc truyện Tâm Phúc Diện Nghĩa, nên từ lúc đó mình lấy biệt hiệu là Trí Tâm Phúc. Ba mình làm nghề tóc từ trước giải phóng cho tới bây giờ. Còn anh Vũ thì năm 92 là anh ra làm, còn mình thì năm 96 mình mới ra. Và ba cho con tầm xuống tới bây giờ cũng có là bị hạn chế và thiếu thốn rất nhiều, cũng đầy đủ như bây giờ. Dân tấm bạc rồi ba cái ghế ba cho con làm thôi. Trời nắng thì nắng nóng đổ mồ hôi như tắm, còn trời mưa thì cũng ướt nhẹp. Nói chung nắng mưa gì cũng ướt hết. Đào cảnh thì mình hay đọc truyện tranh như Naruto, Bảy Viên Ngọc Rồng. Mình có ý nghĩ là sẽ tattoo những cái nhân vật mình thích, nhưng lúc đó mình làm chưa được, tay nghề mình chưa tới. Bây giờ mình mới kiếm những cái hình đơn giản như đây, đó là hình đầu tiên mình làm tattoo hand. Làm ở đó khoảng 10 năm thì ở đó mở đường, đổ đường nhiều, nên hai anh em kiếm mặt bằng gần đó mở tiệm. Và đó là vị trí đầu tiên. Những năm tiếp theo, số anh em và số tiền tăng dần theo thời gian. Cảm ơn rất nhiều tất cả anh em đã cùng với mình tạo nên thương hiệu vị trí. Sau khi bắt đầu phát triển thương hiệu, mình có thời gian tập trung vào các tu hành và dần hoàn thiện cái đam mê của mình. Và mình cũng không nghĩ tới cái đam mê của mình lại dẫn dắt mình đi xa. Mình được nước ngoài mời làm giám khảo, rồi tham dự những chương trình biểu diễn. Và đó là cái hạnh diện của mình. Khi lần đầu tiên làm giám khảo ở Thái Lan, rất nhiều người hỏi mình đến từ đâu. Người ta hỏi là bạn đến từ Singapore, Malaysia, Indo, thậm chí là Lào hay Campuchia, mà không ai hỏi là Việt Nam. Lúc đó mình mới trả lời là tôi đến từ Việt Nam. Mọi người mới qua, bạn đến từ Việt Nam hả? Ngay lúc đó mình mới từng sẽ đưa cái ngành barber Việt Nam của mình ra thế giới. Mình muốn tất cả mọi người trong ngành barber Việt Nam của mình cùng nhau phát triển để cho thế giới được biết tới Việt Nam, cái ngành barber của mình cũng phát triển như vậy.